Chào tất cả mọi người, mình là Hoài My và đây là anh Hoàng Thơm. Hôm nay Hoài My và anh Hoàng Thơm sẽ giới thiệu đến mọi người một căn nhà có vị trí rất là đẹp, tọa lạc tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào các anh chị. Hoài My ơi, hôm nay là cái nhà của mình này ở đâu vậy em? Dạ, hiện tại nhà mình tọa lạc tại 176 đường số 9, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà của mình anh thấy rất là rộng và rất là sâu nữa đó, mà không biết kích thước như thế nào. Đối với cái căn nhà này thì nó có diện tích là ngang 4 dài 15 với thiết kế là một trệt, một lầu và có hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ. Dạ. Bao nhiêu toilet vậy em? Dạ, hiện tại nhà mình có 3 toilet hả? Tổng cộng 3 toilet. Như vậy là rất là tiện lợi, rất là thoải mái. Dạ, đúng rồi anh. Và đây là không gian của phòng khách. Phòng khách á, hiện tại đang rất là rộng. Ở đây á, là mình có một cái khoảng sân trống rất là lớn. Ví dụ như mà ai mà có xe hơi á, mình có thể là mình cải tạo lại cái phần trước này để xe hơi vào nhà được. Ở đây gia chủ á, để cái khoảng trống ở ngoài này và không làm phòng khách ngoài này, để là để cho khách á, sau này có vào trong này thì sẽ cho xe hơi vào nhà được luôn. Ở đây á, gia chủ có thiết kế đèn led trần thạch cao và đèn chùm. Ở xung quanh đây có tranh này rất là đẹp nha. Đây là tranh hiện đại bây giờ. Đúng rồi, anh thấy cũng rất là đẹp đó. Dạ đúng rồi anh, đây là tranh hiện đại bây giờ thì gia chủ cũng thiết kế rất là hài hòa cho cái căn nhà này. Ở bên này là phần công tắc điện nhà. Nhà mình thì sẽ có cửa cuốn và cửa nhôm Sifa. Cửa của mình là cửa hai lớp phải không em? Dạ. Tức đúng rồi ạ. Lớp ngoài là cửa cuốn, còn lớp trong là cửa nhôm Sifa. Dạ. Cái phần đây là nhà khách, là phòng khách lớn. Còn bên trong này á, thì gia chủ á, lại sắm một bộ sofa rất là đẹp. Đây, da rất là chất lượng. Và bên này á, là gia chủ có để một cái kệ để tivi. Kệ để tivi dán tường. Dạ đúng rồi ạ. Cái bộ sofa này anh thấy nó sang quá, mà mình mua hay là mình nhập khẩu hay sao vậy em? Dạ, cái bộ sofa này là được đặt riêng. Anh thấy không? Nó vừa khớp với lại căn nhà của mình luôn. Không xê dịch một chút nào hết. Phía không gian phía bên trong này á thì gia chủ cũng có thiết kế trần thạch cao và có thêm đèn led tiết kiệm điện và đèn chùm nữa, tạo cho cái gia đình của mình á có một cái không khí rất là ấm cúng. Đằng này là cái gian bếp và gian phòng bếp của mình phải không em? Dạ đúng rồi anh. Ở đây á là gian bếp của mình thì á gia chủ có thiết kế sẵn á là đây là chỗ để tủ lạnh. Khi mình về mình có thể mua tủ lạnh lắp ở đây. Dạ, như á anh đã thấy á là ở đây cái không gian bếp á thì gia chủ á đã trang bị đầy đủ tủ và kệ. Ngay cả mặt kính này của mặt bàn này cũng là mặt bàn đá hoa cương, và đây là mặt kính luôn. Ở đây cũng có một cái bồn rửa chén rất là lớn. Rất là sạch sẽ. Ở phía sau bên này nè, gia chủ á là có thiết kế một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây á là một cái nhà vệ sinh rất là tiện. Mình sinh hoạt ở dưới này rất là tiện. Với lại ở khoảng trống này á thì mình có thể lắp đặt á một cái máy giặt. Ở khoảng trống này á là đã có ống thông giếng trời, ống thoát nước. Dạ đúng rồi, ống thoát nước của máy giặt. Và ở trên này á là còn đã có giếng trời rồi. My ơi, nhà mình là như là một trệt một lầu á, thì bây giờ tầng lầu á có thể cho anh lên xem luôn được không? Dạ được, anh cùng em, mọi người cùng em lên xem tầng 1 nhé. Hoài My, trên tầng 1 mình gồm có những gì vậy Hoài My? Dạ, anh, trên tầng 1 mình á là có một phòng ngủ master và một phòng ngủ nhỏ. Anh theo em đến phòng ngủ master nha. Và đây là phòng ngủ master. Trong cái không gian phòng ngủ này á thì gia chủ có để lại cái
phần bên này để có thể là để tủ kệ quần áo. Trong này á là có giếng trời lấy được ánh sáng và gió tự nhiên luôn. Hai bên á là có tranh và đã lắp sẵn máy lạnh. Phía trên á thì gia chủ thiết kế trần thạch cao có đèn led tiết kiệm điện. Ngoài ra là trong phòng mình á là có sẵn một nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh này á làm gia chủ thiết kế và để sẵn lavabo, bồn và vòi, ngay cả máy hút mùi cũng có. Anh thấy là làm lại là tường gạch rất là đẹp. Dạ đúng rồi, là gia chủ ốp gạch cao lên để sạch sẽ hơn. Dạ. Về bên này á thì mình có phòng ngủ nhỏ. Trong phòng ngủ nhỏ này á thì gia chủ cũng thiết kế một nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh này thì gia chủ cũng để sẵn lavabo, bồn, vòi và máy hút mùi. Rất là tiện nghi, anh thấy rất tiện nghi. Trong này á thì trần gia chủ cũng thiết kế là thạch cao và đèn led tiết kiệm điện, hai bên á đều có khung tranh và máy lạnh. Ở bên này á thì sẽ có một cái CBV của từng tầng. Ở đây có CBV của tầng này. Vậy là mình ở đằng sau phòng master là một máy lạnh, phòng trước này là một máy lạnh, tổng cộng trên này là hai máy lạnh. Dạ đúng rồi ạ. Mình có hai phòng ngủ, hai máy lạnh và trong hai phòng đều có toilet riêng. Ở phòng ngủ nhỏ này có điều đặc biệt là có một cái ban công rất là lớn. Hoài My ơi, cái ban công của mình á, mình nhìn qua phía đằng xa kia là thấy cái chung cư cao cao đó là chung cư gì vậy Hoài My? Dạ, chung cư đó là chung cư Grand Valley ở trục đường chính Nguyễn Văn Linh đó anh. Thì á, ở xung quanh đây á, vị trí của mình thuận tiện rất là nhiều địa điểm như là siêu thị Vivo City, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện Tâm Đức và cách vài bước chân là mình sẽ tới chợ Tân Mỹ và trục đường chính là Nguyễn Thị Thập. Vậy là quá là tối ưu ha, tức là mình là trung tâm rồi. Rồi cái trục đường này anh thấy là người đi rất là nhiều, mà mình có thể là kinh doanh buôn bán tốt á Hồi My hả? Dạ đúng rồi anh, ở đây á mặt tiền của mình mà mặt tiền đường lớn. Hồi My anh thấy là nhà của mình rất là rộng và mình nhìn vào chiều sâu này cũng rất là sâu, thì chính xác cái kích thước đó là bao nhiêu? Dạ kích thước ở đây á là ngang 4 và dài 15 diện tích vuông vức ạ. Ở phía trước mình á là một mặt tiền đường lớn, mặt tiền đường 6m và cái đó là trục đường chính để mình đi qua Phú Mỹ Hưng. Tuyến đường này là gọi là đường số 9, để đi qua bên Phú Mỹ Hưng. Thì tiếp giáp với Phú Mỹ Hưng tầm 200m và cái khoảng trống của phòng khách này á thì mình có thể là đậu xe hơi hoặc là mình kinh doanh spa, nail, văn phòng. Nhà mình là giá chủ nhà kêu rao bán bao nhiêu vậy Hoài My? Dạ, hiện tại gia chủ đang rao bán với giá là 14,5 tỷ, còn thương lượng cho khách thiện chí ạ. Cảm ơn Hoài My. Mọi thắc mắc xin liên hệ Hoài My và Hoàng Thơm. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Xin chào. Xin chào.